giả sao dự giải thưởng rồng xanh nhưng vẫn không quên Tấu Hải. Chủ tịch JYP và màn chiếm spotlight tại sự kiện. Park Jin Jong vừa lên sân khấu là loạt sao có biểu cảm lạ. Dio, Song Jong Ki xịt keo cứng ngắc, Crystal bao năm vẫn sốc không nói nên lời. Trời ơi, cứu tôi. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không nói luôn thiệt tình đó. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn. So với biểu cảm khi xem New Jean trình diễn đúng một trời một vực. Go Min Si ngơ ngác, ngỡ ngàng khi được xướng tên giành giải thưởng. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Tối 24 tháng 11, lễ trao giải rồng xanh lần thứ 44 đã chính thức diễn ra với màn quy tụ của dàn sao Hàn đình đám. Góp mặt tại sự kiện, các ngôi sao ai nấy đều xung xính váy áo, khoe vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, dù là dự lễ trao giải nghiêm túc, song dàn sao Hàn vẫn không thiếu những khoảnh khắc hài hước, dễ thương, khiến khán giả được phanh cười bò. Chiếm trọn spotlight tại buổi lễ tối qua chắc chắn là màn nhận giải thưởng của Go Min Si cùng phần trình diễn đỉnh chóp của chủ tịch JYP Park Jin Jong. Phải dành lời khen cho vị CEO khi năm nào cũng chịu xuất đầu lộ diện, mang đến cho người xem những tiết mục trình diễn vô cùng đặc sắc và rất dọa ma. Trên sân khấu của Rồng Xanh 2023, Park Jin Jong xuất hiện với diện mạo khá mới mẻ gồm đôi mắt đánh khói không thấy nổi tương lai và bộ đồ tím lịm tìm sim như của các ngoại thường mặc. Vị CEO đã có màn kết hợp ngẫu hứng với nữ thần Kim Hee-soo, khiến các khán giả, bao gồm dàn sao đang theo dõi buổi lễ phải xịt keo cứng ngắc. Ngay sau khi màn biểu diễn của chủ tịch Park được chia sẻ, cư dân mạng đã có màn tổng hợp lại những biểu hiện lạ của dàn sao khi xem phần trình diễn. Không kể các diễn viên ngồi cứng người, ngơ ngác trước màn biểu diễn của Park Jin Jong, thì Song Jong Ki cũng có biểu cảm đầy khó hiểu. Nam diễn viên Jiu Chun Jung cũng gây bão mạng xã hội khi thể hiện nét mặt đầy bất lực, lắc đầu trước sân khấu của chủ tịch JYP. Đặc biệt, Dio của EXO và Crystal cũng bị xịt keo cứng ngắc khi xem phần trình diễn của chủ tịch nhà bên. Riêng Crystal, cô có lẽ là người từng trải trong vụ việc này, bởi trước đó, nữ idol cũng từng có biểu cảm không nói nên lời, y hệt như năm nay khi xem Park Jin Jong biểu diễn. Nhìn chung thì không chỉ năm nay, mấy năm trước chủ tịch Park cũng có màn làm lố trên sân khấu rồi. Đừng nói diễn viên, ngôi sao khác, mà ngay chính idol trong công ty của Park Jin Jong cũng phải ngã ngửa trước phần thể hiện của chủ tịch. Nếu Park Jin Jong gây ra không ít hoang mang cho dàn sao tới dự lễ trao giải rồng xanh, thì New Jean lại là làn gió mát giúp các khách mời ngồi dưới khán đài được giải tỏa căng thẳng. So với biểu cảm khi coi Park Jin Jong trình diễn, thì dàn sao tỏ ra vui vẻ, phấn khích và thích thú hơn hẳn khi xem các đàn em Gen 4 thể hiện tiết mục trên sân khấu. Và không chỉ Park Jin Jong, một mỹ nhân khác cũng chiếm spotlight tại lễ trao giải rồng xanh năm nay, đó là Go Min Si. Khi được xướng tên giành giải thưởng cho hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Go Min Si đã tỏ ra bất ngờ đến hốt hoảng, thậm chí còn đứng không vững khiến khán giả xem xong vừa thấy thương, vừa thấy hài hước. Biểu cảm của Go Min Si trong khoảnh khắc nhận ra mình giành giải thưởng cũng được chia sẻ rất nhiều, giúp cô nàng trở thành thánh meme chỉ sau lễ trao giải năm nay. Khi lên sân khấu nhận cúp, Go Min Si vẫn chưa thực sự bình tĩnh, lúc phát biểu có chút bối rối và được đàn chị Kim Hee-soo, dàn sao ngồi bên dưới cổ vũ tinh thần. Ngoài ra, một vài khoảnh khắc khác cũng dễ thương không kém khi Dio bước vào thảm đỏ với ánh mắt láo liên. Nam tài tử Kim Song Ho đi lố và bối rối khi một lúc nhận được hai chiếc micro để phát biểu.